Chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ livestream một mẫu son cực kỳ là mới và đang rất là hot. Mặc dù cái mẫu son này đã xuất bộ hàng tử và có swatch ở trên tay rồi, nhưng mà rất nhiều inbox các bạn yêu cầu mình hãy livestream và swatch cái mẫu son này lên trên tay. Và một trong lý do mà khiến các bạn rất là yêu thích Juni Cosmetics và thường xuyên vào tường của shop để theo dõi bài hoặc ấn theo dõi, lý do là bởi vì shop thường xuyên có rất là nhiều mẫu hàng mới về và được cập nhật thường xuyên ở trên Facebook. Thêm vào đấy nữa thì có thể những cô nàng có rất là nhiều son rồi, mình chỉ cần một lần xem video swatch son của shop ở trên YouTube có thể mê ngay. Tại vì Juni Cosmetics thì thường xuyên thả thính bằng cách swatch rất nhiều mẫu son, và tất cả các mẫu son đều có rất nhiều hàng thử. Hôm nay thì mình sẽ swatch mẫu son Kilian cực kỳ là hot mọi người nhé. Và cái mẫu son này chỉ đứng thứ 2 sau Louboutin thôi. Các bạn biết đấy, cái Louboutin là viên vỏ đạn và đã hot trong suốt rất nhiều năm vừa qua với cái giá khá là cao, hơn 2 triệu. Thì bây giờ đã có Kilian, cái mẫu này sẽ dự đoán là sẽ xoán ngôi của Louboutin. Thiết kế thỏi son thì được chạm khắc rất là tinh tế, và cái mùi hương của son thôi sẽ khiến mình mê ngay lần đầu tiên khi mình thoa cái mẫu này lên trên môi. Khi mà mình bán cái son này thì mình đã phải cân nhắc rất là kỹ, bởi vì giá thành hơi cao một chút, không phù hợp với túi tiền cho lắm. Khi mà mình sử dụng cái son này hơn một tháng, mình cảm thấy cái chất son quá là ok và cái mùi hương thì cực kỳ là hấp dẫn. Nó làm cho mình một cái cảm giác gì đấy rất là hứng thú với các cuộc sống, những cái sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, và khiến cho mình tăng cái niềm tin vào bản thân rất là nhiều. Thế nên là mình đã quyết định mình đã bán cái son Kilian này và có đủ mẫu thử trong ngày hôm nay. Các bạn có thể qua shop ngay lập tức để thử những cái mẫu son cực kỳ hot lên trên môi mình. Và đảm bảo duy nhất chỉ có tại Juni Cosmetics thì các bạn có thể thử những cái mẫu son Kilian đắt đỏ này lên trên môi của mình. Và có biết được một cái hãng son cao cấp như thế này nó có phù hợp với cái sự lựa chọn của mình không thì là một cái điều rất là băn khoăn. Thế nên là mình đã quyết định xuất cái bộ thử của Kilian. Thì mình xin giới thiệu qua là cái bộ son này gồm có 6 màu tất cả. Ở đây thì mình có 4 mẫu thử. Lý do thứ nhất là bởi vì cái màu cuối cùng của thỏi son khá là khó sử dụng, bởi vì nó là tông tím. Và cái màu thứ hai mà mình không có swatch ở đây là màu 220. Lý do là cái màu đấy mình không có đủ hàng để bán. Son Kilian này là một trong những cái phiên bản giải đó, sản xuất giới hạn một chút. Thế nên là ai muốn sở hữu thì mình hãy nhanh tay hơn nhé. Ở đây mình có màu 200 này, 210, 203 và 204. Mình sẽ swatch lần lượt theo thứ tự từ thấp cho đến cao. Và không để mọi người phải chờ lâu hơn nữa, mình sẽ swatch ngay đây ạ. Màu đầu tiên mà mình sẽ swatch là màu số 200. Màu số 200 mọi người nhé. Và cái màu này xin tiết lộ với mọi người, đây là màu đầu tiên. Ô chị ơi, bấm vào đây này. Đây là màu đầu tiên mà mình đã dùng thử của son Kilian. Màu này rất là dễ sử dụng mọi người nhé. Chất son của Kilian thì khá là mướt môi, là che được các khuyết điểm ở trên môi, và là một chất son lì. Tuy nhiên thì hoàn toàn là không khô môi. Mình ước gì các bạn có thể ngửi thấy cái mùi hương mà mình đang được ngửi thấy ngay bây giờ. Một mùi hương cực kỳ sang trọng và quyến rũ. Mọi người có biết cái nước hoa Kilian không? Cực kỳ là hot luôn. Và cái mùi thơm của son thì y như vậy. Cực kỳ là hấp dẫn luôn. Đấy, các bạn có thể qua để ngửi thử một lần. Mình không cần swatch lên trên môi, mình hãy ngửi thử một lần. Mùi thơm cực kỳ là hấp dẫn luôn. Màu tiếp theo mà mình swatch đây là màu 2210. Màu 210 là một tông đỏ hồng mọi người nhé. Tông 200 ở bên trên mình swatch là màu đỏ cam, bên dưới 210 là đỏ hồng. Tiếp theo là mình sẽ swatch đến màu 230. Hai ba mươi thì tông đỏ trầm hơn một chút. Màu tiếp theo mà mình swatch là màu 240. Hai bốn mươi này thì có vẻ như là để đỏ đun mọi người này. Ở đây mình có một bạn khách hàng, mình sẽ nhờ bạn ấy. Em ơi, chị nhờ thì em có thể ngửi hộ chị cái mùi son này được không? Giống cái nước hoa cùng hãng Kilian. Em thấy mùi này như thế nào? Nó ngọt, nó giống mùi cherry chị ạ.
Em có thấy cảm giác gì khi ngửi mùi này không? Nói chung kiểu cảm giác nó sảng khoái hơn đấy chị ạ. À, chị thấy cái mùi đấy hơi lòng có vẻ sexy không? Nhưng em thử rồi, nó lên môi thì nó không nồng nhiều như thế đâu chị ạ. À, thế hả? Mà chắc cũng mềm lắm, em thích cái này. Ừ, cảm ơn em nhé. Mọi người có thể theo dõi thấy 4 màu mình swatch ở trên tay đây không? Mọi người có thể qua shop Juni Cosmetics tại 14/199 Lệch Chay để thử ngay cái mẫu son này lên trên môi nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream.